Vâng, trận thi đấu thứ tư bắt đầu. Đây là Max C, một chém rồi. Ôi, nhưng... cái gì thế này? Vâng, cái gì thế này? Vẫn chưa tin, vẫn chưa tin. Đúng là vâng, phong thánh thật mất rồi. Không thể nào cưỡng nổi được. Và như vậy là ở phía bên kia có một hit, một sang và hai AC, đã bốn cung, đơn giản đã là bốn cung rồi. BB tiếp tục là người cầm Mang Xe, Greg đến từ game thủ Chip Đẹp Dai, Mèo Mèo là người cầm Hitty và cuối cùng Roman đến từ anh Linda. Một trận mà có 5 cung. Thôi có lẽ rằng bây giờ cái gì anh Huân nói cũng đúng rồi. Đơn giản bởi vì nghiệm nó là như vậy rồi. Đúng rồi, người đúng luôn là người có quyền. BB là người cầm Mang Xe và lại là một bài thầu dầu đến từ game thủ BB. Nhưng liệu BB có cản được cả thế giới khi bên kia sang 2 AC một hit không? Trừ khi ở bên kia quá quá nghèo. Thì may ra trận thi đấu này còn có tí cựa. BB là người nằm tụt sâu ở phía trong. Và nếu lên được... đúng là phải cúng thật. Tôi cũng chưa thể tin được thực sự là như vậy. Khi mà trước khi trận thi đấu này bấm nút start game được... các game thủ bắt đầu. Vâng, Chi Hiền Dài, người bao xe. Vâng, không thể hiểu nổi. Vâng, có lẽ là tôi phải hỏi lại xem mình có bí quyết gì hay là đây là do kinh nghiệm. Kinh nghiệm và bí quyết có phần mềm hay. Vâng, bảo sao, vâng. Hóa ra là có phần mềm hack khổ. Có phần mềm hack rồi. Vâng, có phần mềm hack rồi. Bảo sao. Vâng, có những cái công trình dày công như thế bị phủ định đúng trong vòng một đêm. Vâng, vài tiếng đồng hồ thôi đã bị phủ định một cách nhẹ nhàng. Hóa ra là ôi, hình như là vẫn có người tin là phần mềm hack thật. không. Đó là kinh nghiệm, tôi nghĩ rằng đó là kinh nghiệm rồi, chứ không phải là do phần mềm hay là do sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng đó là kinh nghiệm đến từ anh Huấn thôi. Không hiểu tại sao. Và đúng là tôi cứ tưởng là vâng, anh Huấn chỉ là người hay vâng lác đác để ý ở những kèo đấu. Ai ngờ vâng, khi mà được ngồi cạnh và tiếp xúc cho ngày hôm nay đúng là có sự bất ngờ nhất định. Từ những chiến thuật của các game thủ, rồi cho tới vâng đọc vị cung chém. Thực sự là tôi bị bất ngờ. Có một sự bất ngờ không hề nhẹ trong ngày hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay. Đúng là vâng, ở ngoài kia vẫn đang còn rất rộng. Đây là BB timeline 21/24. Đây là anh Linda Roman, timeline 19/20. Đây là anh Mèo cầm Hitty. Nhưng mà Hitty lại đầu cánh. Khổ. Tha rằng Bi ở ngoài đầu này đi. Anh Mèo ở phía trong đi cho nó đã đành. Nhưng Bi ở phía trong bài đẹp. Mà lại là người đánh chém ra thì cũng dở. Mà... Vâng, như vậy là Linda anh là phải là người dâng lờ treo cánh để cho cả hai người bên này cùng đánh cung. BB cũng sẽ là người ít nhất là chắc nhà.
và Mèo Mèo cũng là người đánh cung. Hai đồng dân được cắt lên rất cao rồi. Ở bên kia thì chip đều dài. Vâng, một mình một cánh sẽ là người tự lo lấy thân. Vẫn hơi thiếu đồ. Vẫn hơi thiếu đồ. Hai AC, một Seng và một Hitty. Bốn cung. Và bên này nở ra thêm một cung nữa là năm cung. Thực sự là đúng là tôi giật mình. Giật mình khi nhìn thấy cái bảng cung chém ở trong trận thi đấu này. Thôi Mèo Mèo đi sai luôn. Có lẽ anh Mèo là bài nghèo. Vâng. Seng đã dâng lên 2L phía trên. Đây con giò ở đây thì phải. Con giò đã bắt đầu chọc chạch ở phía trong rồi. Vâng, đã có những dấu hiệu giao tranh ở phía trong nhà Mèo Mèo. Quá khó trong trận thi đấu này. 3-1, 2-0 với C. Và chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 3. Và có lẽ rằng thôi, tốt nhất là tôi không hỏi anh Huấn là cung chém nữa, bởi vì xấu hổ lắm rồi. Vâng,